Hello, everybody, welcome to HeoVKT. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HeoVKT. Thì hôm nay chúng ta đến với con game con này con gì quên mẹ nó rồi ta. Con này con gì anh em? Thần thú 3D. Ok, đủ server còn chơi được luôn. Ngon. Ai nhù. Ngon. Thần thú 3D, một server China, có GME, có tool luôn nha các bạn. Tool GME ha. Nào. Ôi trời ơi, server còn chơi tốt chán. Em tưởng con này nó đi theo tiếng gọi của con team nó rồi chứ. Nào, server còn chơi nha. Ok, đầu vô thì chúng ta đến với trận đấu đầu game cái ha. Theo lúc nào chơi con này. Nói chung thì có nhiều game là nó hướng dẫn đầu game rất là ghét luôn. Nhưng mà con này thì thấy ok nè, hướng dẫn này ngon nè ha. Đó, theo rất thích coi cái hướng dẫn này các bạn ơi. Còn có nhiều game nó hướng dẫn hay là cái trận đấu đầu của nó nhìn nó chán. Ôi là chán luôn ha, tại vì mình thích cái dòng Pokemon nên là mình nhìn thấy nó mình không có chán ta. Chắc cũng có thể là như vậy. Chứ một số game trời ơi nhìn ta nói thảm sọc não anh em ơi. Ok. Được ha. Đó, Satoshi Get Koga. Tiếc ghê luôn á. Cái trận tranh tài mới nhất của Satoshi thì không có đem em Get Koga vô các bạn. Chán ghê luôn mà. Satoshi dùng mấy con ở cái vùng đất mới. Thiệt luôn á. Nếu mà dùng con Get Koga là coi như là tỷ lệ hắn cao hơn rồi. Rồi chưa tính là con khỉ lửa gì của nó nè. Rồi con Charizard. Đó, lụm mấy con đó. Rồi con bên phần Halo gì đó. Halo Hola gì đó. Trời ơi, lụm mấy con bên đó qua mấy cái phần mà mấy cái con mà được top đồ của ảnh ha. Trời ơi, gom mấy con đó lại mà đi đánh cái giải này là ngon lành luôn. Nhưng mà đáng tiếc, anh không chịu lấy mấy con đó. Chứ nếu mà lấy con đó chắc là hack game luôn rồi quá. Hơi tiếc ha. Tại vì như là giờ là nhiều anh em chắc là muốn xem lại con Get Koga là một lần nữa. Theo ý Heo là như vậy. Heo cũng muốn là nhìn thấy con Get Koga combat là một lần nữa. Nhưng mà chắc cũng hơi khó à. Chưa tính là con Charizard nữa. Charizard của Satoshi nhiều ông là cũng muốn thấy nó combat lại. Tuyệt chiêu mà mạnh nhất của ảnh là vòng quanh trái đất đó. Ôm đối phương và bay vòng quanh trái đất xong dùng súng một cái đùng là coi như là ok luôn, tiễn bạn về Tây Hiến luôn. Rồi như cái con gì mà cầm cắn cỏ của nó đó. Con đó mà bây giờ mà cho nó lên mega nữa là ngon lành luôn. Bao ngon luôn á anh em. Trời ơi, có nhiều con lắm. Tính ra nếu mà bây giờ anh đem mấy con cũ ra mà tiến quá mega là coi như là đi đánh cái giải xem bình mới này là chắc đoạt giải quán quân luôn quá. Rồi ok, quay lại con game. Chạy nhiệm vụ tân thủ thì chắc Heo sẽ tự chạy tí chúng ta quay lại ha. Anh em chỉ chờ khoảng vài giây nha. Ok. Chạy nãy giờ cũng xong rồi nha các bạn. Nhưng mà Heo đang tính là chạy hết cái nhiệm vụ mấy cái map nhỏ. Nhưng mà thấy nó cũng khá lâu nên thôi vô ok chỉ hướng dẫn luôn ha. Rồi để chắc nó đánh xong con này nữa là chúng ta ra chúng ta hầu ha. Thì cái này không có hầu full nha các bạn. Nó chỉ hầu để dịch được cái dịch. Đây, nhập tài khoản trò chơi ha. Hồi nãy là AWAWAW. Cái đầu tiên vô các bạn nhập á. Rồi ở đây nó có mấy cái móc rồi nè. Đó, chỉ có bao nhiêu đây thôi các bạn, chứ không có nhiều hả. Rồi đây bây giờ ra mình nạp ha. Cái lợi ích của con này là cái quà VIP nó khá là hôm nha các bạn. Thì các bạn thấy quà VIP 1 của nó mà được một con nè. Đó.
Ok, đó, thêm nữa nè. Qua VIP 7, đó, VIP 8, ôi là VIP 9 rồi. VIP 10, 1, 12 nè, 13 nè, hả? 13 rồi đó. Rồi 14, 15. Đó, rồi ở đây chúng ta có một cái gì là 17, 18, 18 là chúng ta có một cái đầu của con Rayquaza ha. Nhưng mà để hâu lên tới trên này thì nó khá là lâu nha các bạn. Thời gian mà để hâu hết được cái đó thì chắc là chúng ta phải sử dụng Autolic chắc cũng cả ngày á. Thì theo lượng lượng thì thấy con này còn chơi được nên là quay ở up cho anh em luôn. Tại vì nhiều anh em là không biết game này hả? Như là nhiều anh em là ngại chơi mấy con này anh em. Này nằm vô, đó, lên được VIP 12, một bước một lên VIP 12. Wow, wow, ok man. Wow, ý vậy tính ra là VIP 13 là chúng ta được một con Pokemon có sẵn rồi đó. Cái con đó tên gì quên mạ nữa rồi. Cái con đó nó tên Volcanion gì đó. Nói chung là một con khá là thơm. Ok, tiếp, hình như là nó có thời gian đó các bạn nè, 5 giây, nè, rồi, ok man, tới luôn, đó, ok là nha, trời ơi, ít luôn, 2 ít luôn, wow, cái bảng của Milu chưa chắc là chúng ta phi được tới như vậy nha các bạn, khá là hơn đó, đó, VIP 14 luôn, cái này gì ta, kế hoạch đầu tư, à, mấy cái gói đầu tư đó các bạn, à, ok, đây được 80 mảnh của em đó nữa nè. Đó, được 150 nhưng mà lên tới 150 có bộ cũng hơi phê à. Đây. Mấy cái gói đầu tư nè hả? Đó, bấm vô thì nó sẽ hiện hẻ mặt trăng nhỏ hả? Mặt trăng nhỏ là cái hẻ gì ta? Không dây nữa và thử lại. Ok man. Đây. Ok, gửi thành công. À chắc là mấy cái hẻ tháng đó các bạn. Em nghĩ nó là mấy cái hẻ tháng. Rồi mặt trăng lớn. Ok, vô không? Vô luôn rồi. Đó, nó chỉ có hẻ tháng rồi hẻ trưởng thành rồi mấy cái hẻ lúc tung lăng tăng khác. Rồi lên VIP 15 lượm luôn con này. Đây 16, 17, 18 chắc cũng nhanh anh em. Theo tưởng đâu là nó lâu nhưng mà ok, thấy như vậy là nó cũng nhanh hơn rồi đó. Được nha. Đó. Cứ 5-10 giây là chúng ta đi bấm nạp một lần hả? Nó hơi cực là ở chỗ đó thôi. Nhưng mà tính bề lâu bề dài thì em nó còn ok nha. Ok chán các bạn ơi. Đó, ok là. Rồi tiếp nè hả? Rồi cứ nạp đi rồi nó lên tới đâu thì mình theo nó tới đó thôi các bạn. Đây, nạp nè hả? Đó, và game này em nghĩ... mà giờ cũng chả biết kiếm con Rayquaza ở đâu luôn các bạn. Chúng ta có cái nguyên liệu để mà up con Rayquaza thần thọ cái gì, con Rayquaza Mega. Đó, có đá có đồ nhưng mà chúng ta không có được cái không có con Rayquaza đù nạp đầu ăn được luôn con Getkoga này nha. Đó, ok không? Trời ơi, Getkoga luôn. Quá ngon lành, chỉ còn gì nữa các bạn. Ồ, ăn được luôn con cái gì đá get Koga Mega luôn hả? Ôi, ok, vậy thì quá ngon rồi. Ok là, đó, lên 17 mà hồi nãy giờ bấm nạp mấy lần mà nó còn chưa lên được VIP 17 đó các bạn. Đây, hệ tháng nè, hệ tháng lớn, hệ tháng nhỏ gì nè hả? Rồi, có cái này gì đây? Điểm danh hả? Còn gì nữa không ta? Như hết rồi nè, nãy giờ chưa lên được VIP 17 nữa nè. VIP 17 khá là lâu luôn. Ok, thì cứ tí mình sẽ vô mình nạp. Thì chắc tầm khoảng 15-20 phút gì thì chắc là cũng lên được VIP 18. Nè, cái gì S Mega nè. Đó, đây. Ô, con Charizard hả? Nè, đây, 3 miếng để chúng ta lên được con Mega nè hả? Thấy hôm không? Trời ơi à, chơi gì nữa mấy chú ơi. Thấy cái bản này là ngon đó. Bản này là đang ngon nhất thị trường hiện nay rồi đó. Ngon, tính ra là nó ngon hơn cái bản của bên Milu luôn nha các bạn. Milu là gặp con này là không có cửa, kêu bằng sư phụ á. Đó, tiếp, cứ vậy mà nâng lên.
giờ là chỉ heo chưa biết khách là đi kiếm con rây qua da thôi, chứ nếu mà kiếm được con rây qua da thì nâng cái này là ok, bao khỏe, nâng nó lên tới thứ gì luôn chứ. Đây, đằng sau nè hả, đó, tiến hóa lên, đó, bệnh gì cỡ, lên được nữa không con? Ok, lên được 5 sao, hết rồi, 5 sao là hết hồn rồi. Sao là hết hồn con chồn. Rồi con này cũng được lên 5 sao. Chắc con này 5 sao luôn quá. Ồ lên được 6 sao luôn các bạn. Ủa, à hiếu bự hồn hả? Chù chòa. Chua dữ rứa. Tưởng nó mày lên được luôn. Rồi giờ nhét mấy con này vô đội hình thôi. Chắc nuôi con Charizard này để mai mốt up mega luôn các bạn. Có đá sẵn rồi, việc chúng ta là chỉ cần ráng nuôi nó ăn học thì sẽ có thôi. À con ghép cô ga cũng lên được mega nè. Trời ơi đầy đủ đá luôn. Quá trời quá đất rồi. À, trong thời gian nó đánh thì mà cái này hình như là không có nhân 5 các bạn. Đúng không? Đúng rồi, nó chỉ nhân 2 thôi à, mà cũng không có nhân tóc nữa hả? Chỉ có bấy nhiêu thôi. Ok, đội hình chúng ta quá là hôm rồi. Cứ rảnh thì chúng ta vô chúng ta nạp cho nó lên VIP 18 thôi. Một con game phải nói là phi từ A đến Z rồi ha. Còn U với Y thì cái đó là tùy anh em thôi. Đó. Rồi quẩy là quẩy thôi. Vì còn lại là chúng ta ngồi và nâng nó lên thôi các bạn ơi. Đây VIP 17 chà, cũng còn hơi lâu ha. Nhưng mà mua được VIP 17 nè. U được thêm một cục của Mega nữa hả? Không, cái này là con cái này là cái vé để quay con gì để mở hú cởi thì chắc phải xong map 2 hay gì đó. Đó có hú cởi hết, chúng ta yên tâm. Nhưng mà cái quan trọng là phải đánh cái này cho xong nè, cái này khá là lâu. Đó, nạp cứ khoảng 10 giây, anh em canh 10 giây hoặc 30 giây là chúng ta vô, chúng ta bấm nạp một lần cho nó lẹ ha. Heo nghĩ là heo sẽ nâng cái con Volcanion gì đó lên level cho nó cao cao, đánh cho nó nhanh chứ như vậy thì khá là lâu. Này, con này là tu đầu nè. 2.8 có thể nâng tiếp cho nó được hả? Mình nâng được level mà đúng không ta? Đúng rồi. Nâng được kỹ năng nữa nè. Đây, cái chiêu đầu tiên của nó là súng nước hay gì nè. Đó. Ồ, ủa? Ủa, ở trên là cái điểm á hả? Nào. Ủa sao chúng ta nhiều điểm dữ anh em? Cái đó là cái điểm để nâng Ôi được nha, được nha. Trời ơi, hồi tới cản không nổi con ơi. Giờ lấy bớt mấy con này ra được không ta? Không rồi, nhán nó vô rồi lấy ra không được các bạn. Đậu xanh nó biết hồi nãy để ít đội hình ít con, hơi nhiều con quá nó bỏ vô đây cũng chả có tác dụng gì các bạn ơi. Đấy, một phát thì nó hết, nó chết nhưng mà mấy con kia vẫn phải đánh 2-3 tool. Đó, thì game này có phi chúng ta một con 2 ếch ha. Rồi một ếch, rồi đá nâng mega nè hả. Rồi hú cưỡi nè, Lugia nè, này nọ nè hả. VIP thì chúng ta full, kim cương thì chúng ta cũng full, quà nằm đầu ghét Koga nữa hả. Đó, đầy đủ hết, chúng ta chỉ việc tải về và làm theo hướng dẫn trong video hồi nãy giờ heo hướng dẫn thôi. Là các bạn có thể hâu được rồi hả. Cũng rất là đơn giản luôn nha các bạn. Bấm vào link ở bên phần web thì chúng ta vào thôi. Đơn giản như đang giỡn vậy đó. Đó, rồi vô quẩy thôi. Trời, game còn chơi tốt ha. Hy vọng là nó sẽ còn chơi được dài dài để chúng ta có thể chơi được lên level cao cao đồ này nọ. Ví dụ như mở Mega Rayquaza đồ. Một số hồi đó server Mewtwo còn cho lọc, server Milu còn cho được con Mewtwo. Bây giờ thì méo ha. Méo có cho con Mewtwo đâu. Tự lo mà cánh sinh thôi anh em. Mà ok, bên này bây giờ ngon rồi. Anh em nào có chơi thì qua này chơi. Bên kia thì nó cũng phi vé tệ thôi. Nhưng mà được có cái thì bên kia nó nhiều cái hoạt động hơn.
tiêu phí hay là tiêu kim cương ha, quay vòng quay đồ này nọ thì nó có, còn mấy bản này thì nó thường là nó sẽ không có nha các bạn, không có những cái vấn đề như vậy. VIP 18 chưa? Ok, match VIP 18 rồi nè. Đây, ôi man, mở ra được thú cưỡi gì con à, đây nè, mở được con mega không? Méo hả? Này là đá nâng mega thôi chứ méo phải con mega nha. Đây hô ô, này là mở cái map gì mới mở được nó, hay là lên level gì ta? Đâu rồi à, ok, kim cương thì yên tâm. Trời ơi, game này là mênh mông. Đó, bây giờ heo sẽ đi farm level. Con này thì vẫn farm như mấy bạn kia thôi. Dạ, có gì dài dòng cả các bạn ơi. Đây, làm lẹ để chúng ta lấy level hả? À. Đây, bấm qua rồi bấm lại, bấm qua, bấm lại, bấm qua, bấm lại, bấm qua, bấm lại. Nó sẽ xong thôi. Nhanh lắm, nhanh lắm, nhanh lắm. Đó, full rồi, full rồi, full rồi. Ok. Rồi, xong. Lên được level bao nhiêu đây? Đi ra coi coi. Level 27, mở được con thú cưỡi chưa con? Đó, thú cưỡi hô hô lên. Trời ơi, chạy đâu cho hỏi bé ơi. Ok, nhưng mà chúng ta phải chạy xong map 4 hay cái gì đó. Rồi ở đây nè, Lugia, hồi nãy có bé chọn á, Lugia hay gì đó, anh em muốn chọn gì thì chọn. Nè, đó. Mà hồi nãy chúng ta có con Pika nữa hả? Đậu xanh, à Pika để máng lên lưng thôi. Con Onit. Rồi mấy con này mà cũng leo lên cởi nữa hả? Tội nó dữ hả? Trời ơi, ấy có con này nữa nè các bạn. U nó bay được kìa, wow. Trời ơi, đó giờ heo mới thấy con này á. Nhưng mà tại vì hồi đó giờ không có chơi sâu như vậy các bạn. Đó, u ngựa lửa luôn. Trời ơi, rồi Capigon sao ngồi. Oh man, ngồi trên vai của Capigon nè. Ok ok, lần đầu thấy. Nè, hô hô là nãy là con cầm cuối rồi. Ok là hô hô mạnh nhất rồi. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Đó, con này thì chả có gì ngoài mấy cái này đâu. Ê, nâng được nè, nâng thử rồi. Ủa vậy thôi đó hả? Rồi nó có tiếng quá mega không? Rồi, méo luôn hả?